Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhặt lá bồ đề. Kính thưa quý vị, trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam đã có rất nhiều sách báo viết về những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hình ảnh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa qua con mắt của một người lính. Là một sĩ quan đi tù cải tạo, nhà văn quân đội Phan Lạc Phúc đã viết về những người lính biệt kích dù bị bắt như sau. Chúng tôi đi tù cải tạo sau tháng Tư Đen năm 1975. Dù đớn đau, khổ nhục đến đâu, vẫn có tên, có tuổi, hàng tháng, hàng năm vẫn còn liên lạc được với gia đình. Nhưng những anh em biệt kích dù thì đúng là thượng diệt, hạ tuyệt, không có quân bạ, không có quân số, không có tên, có tuổi được ghi danh, không có một chính phủ nào hay là quân đội nào công nhận là có những con người ấy ở dưới tay. Không được liên lạc với ai, coi như không còn hiện diện trên trái đất. Những người tình nguyện tham gia cuộc chiến này đã tự coi như mình đã chết. Nhảy xuống, tìm được địa bàn hoạt động, trà trộn được, ẩn giấu được là sống, là thi hành xong nhiệm vụ. Nếu bị lộ, bị bắt, bị giết, thì các anh tự lo liệu cho các thân anh. Không có cơ quan nào, tổ chức nào đứng ra can thiệp hay bảo trợ cho các anh được. Những người tù đứt dây rơi xuống này không được hưởng chút quyền lợi quy chế tù binh nào từ các cơ quan nhân đạo quốc tế như Hội Hồng Thập Tự, Hội Ân Xá Quốc Tế cũng không biết làm cách nào để can thiệp. Vẫn theo nhà văn Phan Lạc Phúc, không biết có sự kiện vỡ kế hoạch, vô tình hay cố ý nào không. Nhưng các anh em bịt kích dù ra Bắc lần lượt bị phát giác, bị truy bức, bị giết và bị bắt. Không ai biết rõ hay là biết mà không ai dám nói ra. Đã có bao nhiêu bịt kích dù ra Bắc? Công trạng họ lập nên được những gì? Bao nhiêu người sống? Bao nhiêu người chết? Chiến tranh tối mật nên những người thực hiện sống hay chết đều nằm trong bóng tối. Từ 20 năm nay, tù biệt kích chưa hề có một ai được tha về. Không, cũng có một số anh em được về, nhưng đó là về với đất. Nổi bật nhất và bị giam cầm lâu nhất là Đại úy Nguyễn Hữu Luyện, một tù binh mà nhà văn Phan Lạc Phúc đã gọi là người tù kiệt xuất. Đây là người hơn 20 năm bị bắt vẫn còn tuyên bố: Nguyễn Hữu Luyện, Đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi chưa thua các anh. Tôi mới thua một trận, chưa thua cuộc chiến này. Bắt Nguyễn Hữu Luyện đi lao động thì ông nói: các anh có thể giam tôi, bắn tôi, nhưng danh dự của một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa không cho phép tôi làm những công việc mất nhân cách. Quy chế sĩ quan không cho phép tôi làm như vậy. Ông đã bị kiên giam nhiều năm tại rất nhiều trại rùng rợn, dã man nổi tiếng. Nhưng Nguyễn Hữu Luyện trước sau vẫn là Nguyễn Hữu Luyện, không thay đổi, không khiếp sợ, không khuất phục. Việc Nguyễn Hữu Luyện không đi lao động như mọi tù nhân khác hơn từ 20 năm nay đã trở thành một nề nếp đặc biệt. Các trại tù ngoài Bắc dù muốn dù không đều phải chấp nhận. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần 1 sơ lược về gia cảnh và cuộc đời của người lính biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Phan Lê Dũng xin kính chào quý vị khán thính giả và xin chào ông Nguyễn Hữu Luyện. Xin kính chào quý vị. Dạ thưa ông, cái điểm hành trình của con người lúc nào nó cũng bắt đầu bằng cái ký ức xa xăm nhất. Thì bây giờ xin trở lại với lại cái chuyện từ hồi ông mới lớn. Thì xin ông là ông sinh ở đâu và sinh năm nào ạ? Tôi sinh trưởng ở Hà Nội. Năm tôi sinh năm 1933. Có lẽ là cái lớp tuổi của tôi đã được chứng kiến những biến động lịch sử rất là nhiều. Năm tôi lên 8 lên 9 tôi đã được chứng kiến những thay đổi như là cuộc đảo chính Nhật Pháp, rồi cuộc chết đói năm 45, rồi nhiều biến động lịch sử ghê gớm lắm. Cái cuộc đảo chính Nhật Pháp
Rồi sau đó thì đến năm 54 thì tôi vào trường võ bị trước khi đất nước bị chia đôi. Đến khi tôi ra trường thì đã chia đôi hai miền rồi. Dạ vâng. Ông đi, xin ông đi thêm vào chi tiết một phần nữa, thế là cái quãng đời thơ ấu của ông, nó khi mà ông bắt đầu học trường tiểu học thì bắt đầu như thế nào? Hồi tôi còn nhỏ đó, tôi còn nhớ là khi tôi mới bắt đầu đi học thì con phải mặc áo dài. Rồi cụ thân sinh cho tôi thì làm việc ở phủ toàn quyền. Rồi đến năm 45 thì là cụ ông của tôi mất, cụ bà cũng mất. Nên tôi đi bước vào một cái giai đoạn rất là khó khăn. Thì có một bà bác ở nhà quê phải ra đón về quê để nuôi dưỡng một thời gian một vài năm. Đợi cho ông anh cả của tôi lớn, ông ra trường, hồi ông ở Bưởi ra thì ông ra trường ở trường sĩ quan quan thuế, ông đón về. Rồi đến năm 54, trước khi vào Đà Lạt thì tôi học ở trường Nguyễn Trãi. Thì tôi vào Đà Lạt năm 54 thì tôi ra trường thì không về Bắc nữa. Là vì tôi ra trường vào tháng 10, lúc bây giờ nó tình hình nó đã thay đổi nhiều lắm rồi, thì tôi ở lại trong Nam. Rồi tôi lập gia đình, do tôi trong binh chủng nhảy dù, sau tôi đổi về một tiểu đoàn, nó gọi là tuyển BVN ở Cần Thơ, thì tôi gặp nhà tôi lập gia đình vào năm 54. Thế rồi sinh con đẻ cái, rồi cuộc đời bây giờ là tôi đang sống để chờ ngày ra nghĩa trang thôi. Sức khỏe giờ thì nó kém lắm rồi. Xin ông nói thêm về cái thời gian mà ông ở trong tiểu học, đất nước nó loạn lạc, chưa hết mà ông nhớ về ông cụ thân sinh và bà cụ thân sinh nữa, thì hai ông bà cụ có ảnh hưởng gì ông trước khi mà ông đi vào trường học không? Trong gia đình tôi có 6 anh em, tôi là con út, thành ra khi cụ bà mất thì tôi mới có độ 7-8 tuổi, năm sau là cụ ông mất. Thế thì anh cả của tôi hồi đó là học ở trường Bưởi, thì là lúc các cụ mất thì một bà bác ở nhà quê, hồi đó quê cụ ông của tôi ở Thái Bình, phải ra Hà Nội đem tụi tôi về quê ở 1-2 năm để nuôi dưỡng ở đó. Rồi ông anh tôi ra trường thì mới đem về, ra trường lúc đó là đổi sinh chế độ của Cộng sản rồi. Chúng tôi cũng lớn lên trong những điều kiện nó cũng không được đầy đủ. Rồi việc học hành nó cũng có nhiều trục trở sau khi các cụ mất. Thành ra đến năm 54 thì lúc bây giờ là gia đình đang ở Hà Nội, thì tôi tình nguyện vào trường võ bị, thì tôi được vào Đà Lạt này, học đến năm đến tháng 10 năm 54 thì ra trường, rồi ở lại trong Nam, rồi lập gia đình. Đến năm 66 thì tôi nhận lãnh một cái nhiệm vụ đi xâm nhập vào ngoài Bắc. Ra đã bắt được thì cái kế hoạch của Mỹ bị thất bại hoàn toàn. Tôi là người nằm trong cuộc, tôi không biết được. Ra đến nơi thì cũng như là mình con cá chui vào trong giỏ, thì tôi bị vào nhà tù ngoài Bắc được 21 năm. Thì lúc tôi ở nhà tù ra thì tình thế nó thay đổi hẳn rồi. Tôi về lúc gia đình thì gia đình điêu tàn lắm. Nhà tôi thì thất cơ lơ bận phải về vùng quê. Mấy đứa con thì tôi có 7 người con nhưng mà không đứa nào được đi học cả. Là vì khi mà tôi bị bắt thì đứa con út còn nằm trong bụng mẹ. Lúc tôi về thì cái đứa con út đó đã có chồng có con. Thành ra nó trưởng thành trong điều kiện khốn khó lắm. Bây giờ thì tôi cũng đón được sang bên này hết cả rồi, vì không có chữ nghĩa, không học hành gì cả. 7-8 tuổi đã phải đi ở đợ rồi. Con chấp kim ở đây này, 8 tuổi nó đã phải đi ở đợ cho một người bán nước mía. Cảnh gia đình nó điêu tàn lắm. Lúc tôi về thì cơm không ăn gạo cán bớt đâu, bữa đói bữa no, cho nên làm thích khổ cực lắm. Đến tháng 9 năm tôi cũng không còn nhớ cái đầu tới rồi, thì tôi mới được sang bên này. Sang bên này thì đời sống khá giả. Thì sau này được 10 năm thì sau thì tôi đón được mấy đứa con sang bên này, bây giờ được loanh quanh ở đây. Nhưng mà sang bên này thì mấy đứa nhỏ bây giờ, đứa lớn năm nay nó 64-65 rồi, đi làm công nhân, nghề kiểu làm những cái công việc chân tay, vì không đứa nào có chữ nghĩa cả, thành ra không biết làm ăn gì cả. Bây giờ cũng đi làm nửa đời sống nghèo nhóc lắm.
Vâng, xin ông trở lại cái năm mà ông sinh năm 33, tức là bây giờ mình trở lại cái năm khoảng năm 43, tức là khoảng năm ông 10 tuổi. Vâng. Vâng. Thì 10 tuổi thì người ta bảo là thường thường là con nít là nó bắt đầu nó có những nhận thức về đời sống xung quanh, thì điều đó có đúng với ông không? Ông trở lại năm 1943. Đúng, đúng, đúng. Tôi ở cái tuổi đó, nhưng mà là những cái đau thương nó dội lên cuộc sống của tôi quá nhiều. Mẹ chết, cha chết. Dạ thưa ông cụ mất trong trường hợp nào ạ? Cụ tôi thì mới đầu là mẹ tôi chết mất trước. Tôi còn nhớ là mẹ tôi hồi đó cũng bị bệnh nên nằm ở nhà thương Vũ Lạc, hồi đó là một nhà thương tư lớn lắm. Rồi được thời gian mất. Thế khi bà cụ mất thì là ông cụ uống rượu nhiều quá, một năm sau bị cháy gan cũng mất luôn. Thành ra gia đình khi bà cụ mất là cuộc đời chúng tôi bắt đầu gặp khó khăn rồi. Cụ ông thì đi làm ở nhà, anh cả thì lớn đi học ở trong trường. Rồi anh em tụi tôi gia đình nó điều tàn lắm. À, nhưng mà cái người anh cả như vậy thì có đủ sức để lo cho mỗi người em không, hay là mà mỗi người là đều là tự túc, hay là hoàn cảnh nó như thế nào ạ? Cái đó đây là cả một cái vụ. Khi mà các cụ tôi còn sống đó thì gia đình rất là khổ. Anh cả mà ông anh tôi thì học ở trường Bưởi, ông lại có những cái giao dịch ở bên ngoài. Nhưng mà lúc các cụ sống còn thì ông không có làm gì cả. Nhưng mà khi các cụ mất rồi thì ông ấy đâm ra họ như là bị bế tắc lâu năm, được sổ lồng, con chim sổ lồng, nó có nhiều cái sai trái. Lập gia đình một người phụ nữ mà ông ấy quên biết trong thời gian ông đi ăn chơi rồi đi nhảy đầm cái có một người vợ, mà nếu các cụ còn thì không bao giờ xảy ra chuyện đó. Thế khi một bà quyền huynh thế phụ dưới tay trong tay ông anh tôi có 6 người em, thế người nào lớn lên là phải ra đi, là vì các bà chị dâu có nhiều cái gia đình đó, nhiều cái chuyện tang thương lắm. Thành ra việc học hành của tôi nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hồi đó bắt đầu cuộc chiến tranh Nhật với Pháp xảy ra đó, thì tôi đi phải đi tản cư. Lúc về một cái thì tôi thi được cái bằng tiểu học, rồi tôi thi vào cái trường Nguyễn Trãi học Mỹ Thất ở đó. Thì chương trình học đó là chương trình của Pháp nhiều. Việc học hành của tôi học qua sau 4 năm thì tôi vào trường, tôi thi vào trường Võ Bị. Lúc rồi qua bậc trung học thì tôi lên vào trường Võ Bị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Năm 2019, hơn 2.900.000 người Mỹ gốc Á Châu mắc bệnh tâm thần. Chỉ có 6.4% là tìm đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Theo CDC, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở thanh niên Mỹ gốc Á là tự tử. Hãy lên tiếng để mình nhờ sự giúp đỡ. Im lặng, thất bại, nguy hiểm là chết. Cần sự giúp đỡ, xin gọi điện thoại 703-792-4900. 703-792-4900.